Các bạn thân mến, Ngọc Ánh là chuyên gia đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ. Tại nước Mỹ, có nhiều cách để đầu tư để trở thành triệu phú. Một trong những cách đó mà Ngọc Ánh đã biết, đã sử dụng và đã thành công là đầu tư bằng cách mua phòng trọ cho mướn. Đầu tư bất động sản ở tại Mỹ rất thuận tiện, tại vì mình chỉ cần một số ít vốn thôi mà có thể mua được nhiều phòng trọ, mượn tiền ngân hàng hoặc là chủ nhà cho mượn tiền hoặc là hùng hợp với người khác. Phòng trọ là những dãy nhà cất thành nhiều phòng, mỗi phòng có nhà tắm riêng, có phòng khách riêng, có nhà bếp riêng. Đầu tư phòng trọ mỗi tháng thu được rất nhiều tiền, cho nên người Mỹ hay thường đi mua phòng trọ để cho thuê. Họ không cho thuê phòng ở nhà của họ, tại không muốn sống chung đụng với người khác. Họ mua những dãy phòng trọ, mượn tiền ngân hàng, đặt một số tiền cọc rồi mua. Bạn biết không, tôi mua 20 căn phòng trọ 15 năm về trước, trị giá 400.000 đô. Chủ nhà cho tôi mượn 400.000 đô luôn. 2 năm trước tôi đã bán dãy phòng trọ đó là 2.500.000. 2.500.000, mua chỉ có 400.000. Phòng trọ lên giá rất mau, mau hơn là mua nhà riêng tư. Tại vì phòng trọ cho bạn thu nhập đều đặn mỗi tháng, rồi khi bán thì còn được tiền lời. Nếu bạn mua phòng trọ nhỏ rồi vài năm sau, 10 năm sau bạn bán nó đi, mua phòng trọ lớn hơn, thì chính phủ Mỹ không có đánh thuế lợi tức, lợi nhuận. Và cứ tiếp tục mua như vậy, rồi bán như vậy, rồi khi đến khi mà bà bán gồm lại, như tôi bán 15 năm sau, tôi gồm lại nữa, thì là có mấy triệu đô trong tay, như chơi. Và cái điều thích thú nhất là mình nữa, mỗi tháng còn thâu tiền nhà vào. Giống như cái cây ăn trái, mình nuôi dưỡng nó, mình chăm sóc nó, thì mình có trái ăn hoài. Khi không trọ, khi mà mình đã trả hết mortgage rồi đó, thì là thâu tiền đều đều. Nếu muốn thì để lại cho con cháu, còn không muốn thì là bán một phần để về hưu đi chơi. Bây giờ để mình mời bạn đi xem phòng trọ nha. Đây là phòng trọ, một cái nhà mà nó có hai phòng, tức là hai cái cửa. Bạn thấy có hai cửa vào không? Thì mỗi một cái phòng trọ đó thì nó có nhà bếp riêng, nhà tắm riêng, phòng ăn riêng, là cũng giống như là hai cái nhà mà cất xác lại đó, là nó kêu là duplex. Bạn thấy hai cái cửa riêng không? Hai cửa vào riêng. Nếu mà có ba cái cửa vào riêng, tức là ba phòng, thì nó kêu là triplex. Còn bốn cái thì thành ra là fourplex, là fourplex. Cái này, cái tiếp này cũng là duplex, tại bạn thấy nó có hai cửa vào. Để bạn coi nha, đó, thì nó có hai cửa vào, là cái này là mỗi một căn một bên thì có hai phòng ngủ, cứ hai bên này cũng hai phòng ngủ. Có nhiều người họ thích mua nhà như vậy rồi họ cho mướn, họ ở một bên rộng bên này cho mướn, cái đó cũng được các bạn. Nếu mà bạn không có thích ở nhà to, thì những người Mỹ đó, cái lúc họ trẻ tuổi lúc đầu thường là họ cũng thích như vậy đó. Họ sinh viên họ đi mua cái duplex như vậy, rồi họ cho mướn một bên,
rồi một bên họ ở, tiền tiền cho mướn, trả tiền mortgage cũng như là mình ở, không tốn tiền. Mà cái duplex, triplex, fourplex á, người ta đi kiếm mua dữ lắm bạn. Thế mà hở ra có bán là người ta nhà vô người ta mua liền. Giá phải chăng người ta mua liền. Thì trong những cái video sau, mình sẽ giải nghĩa bạn hơn, nhiều hơn về tiền, ở đâu lấy ra tiền để làm phòng trọ nếu mình không có tiền. Cách mượn tiền nhà băng làm sao? Cách được miễn thuế lúc bán, cái là thuế thuế và lợi tức á, lúc bán phòng trọ thế nào? Ở Florida thì khí hậu mát mẻ, ấm áp, cho nên có rất nhiều người muốn tới Florida để đầu tư. Bạn đã xem là triplex, fourplex, rồi thì bạn sẽ cho bạn coi có cùng một dãy có khi là 20 căn, có khi là 22 căn. Thì giá ở Florida thì một một studio là khoảng chừng 1.000 đô, 900 tới 1.000 đô, một một bedroom, một phòng trọ một bedroom thì là khoảng chừng 1.200, 1.400. Đó là mình nói là giá gần biển, còn nếu đi xa xa một chút thì là giá nó khác hơn. Thường thường thì là mỗi phòng trọ mình mua đó thì họ bán khoảng cỡ chừng là 100.000 đô một căn. Ví dụ như là một một nó là 2 căn thì khoảng chừng nếu mà 2 căn mà là studio thì nó khoảng chừng 100.000, thì hai thì một hai cái duplex thì nó chừng 200.000, 250. Còn cái này là nó còn cái này là nó là một cái nguyên một cái nó biệt, không phải là biệt thự, cái này là một cái building mà mình mua rồi mình cho mướn cho người ta làm cơ sở làm tiệm. Đó là nguyên một cái building cho mướn luôn, nó kêu là stand alone building. Cái này cũng sướng lắm bạn, bạn mua rồi cái bạn cho mướn tháng 10 10.000, 20.000 tùy theo lớn nhỏ, rồi người mua đó họ bảo trì, họ đóng thuế hết, mình không phải làm gì hết. Thì đó đây, thì đây là cũng cái mà đầu tư về bất động sản nếu mình chưa có nhiều tiền. Ví dụ như là cái nhà này ví dụ họ bán trong trong đây đã có 5 văn phòng, thường thì một căn nhà thường thường họ bán là cho văn phòng bác sĩ, văn phòng nha sĩ hoặc là văn phòng thương mại ấy, thì là khoảng chừng từ 800.000 cho tới 1.000.000, mà bạn bạn thâu vô là cũng là gần như là 20.000 cỡ đó một năm, một tháng chứ 20.000. Thì một năm là mình vô 200 mấy chục ngàn. Thì khi mà nhà cho nhà như vậy thì mình bỏ xuống chừng 30%, rồi ngân hàng sẽ cho mình mượn tiếp. Rồi bạn mua nhà nhỏ, bạn mua phòng trọ nhỏ 400.000, rồi 5 năm năm sau nó lên 500.000. Rồi bạn lấy 500.000 đó đây, thì bạn mua trên 500.000 là mua 550.000 ví dụ chẳng hạn vậy đó, thì là bạn không có bị đóng thuế thu lợi tức, tại bạn lợi 100.000 đô. Nhưng mà nếu bạn đi mua, bạn lấy bỏ tiền hết tất cả đi vô mua cái dãy hơi dãy dãy lớn hơn thì bạn không bị đóng thuế. Rồi sau này đó là bạn đi bán cái dãy 500 600.000 đô, bạn bán lên tới 700.000 đô, bạn bán 700.000 đô, bạn mua thêm một dãy 20-30 căn 1.000.000 đô. Ví dụ thành ra từ từ đó thì mình đi phát triển lên thì mau lắm bạn, khoảng chừng 5 5 năm là bạn thành triệu phú, mà 10 năm thì bạn bạn là thành cũng như thành bỏ 3 4 triệu, 5 6 triệu trong tay như chơi. Thì cái này là cách mình đầu tư, mình bỏ tiền một ít nha, ngân hàng cho mượn hết, cho mượn còn lại. Còn nếu mà bạn kiếm được những cái nhà nào, cái này là một trong cái này trong phòng của phòng trọ thì đây là cái studio, thành ra nó có giường ngủ nè, rồi cái chỗ nấu bếp nè, rồi cái cũng trong giường ngủ đó nó để bên đây để bàn ghế là vừa phòng khách luôn. Là phòng tắm. Thường thường đó, income property đó nó làm ra tiền nhiều, thành ra ít có người nó bán.
họ bán là khi nào họ họ có chuyện cần, hay là có hay là những vấn đề rắc rối gia đình họ phải bán, chứ còn thường thường là người ta giữ rồi người ta sau này thì họ gom lại rồi họ cho họ để lại dành cho con cái, hoặc là lúc đó hay hoặc là lúc đó kiếm được cái nhà nào to hơn thì họ bán cái nhỏ rồi họ đặt cọc cái to rồi mượn tiền. Là bất động sản ở tại Mỹ là một cái đầu tư rất là ngon lành, tại vì ngân hàng cho mượn tiền. Còn nếu bạn kiếm được những cái nhà nào, những cái dãy nào mà người chủ họ không có mortgage, họ trả hết rồi, bạn nói họ là cho bạn mượn mortgage, có khi là họ chấp thuận. Đây là cái dãy nhà là ở dưới đây là 10 căn, ở trên 10 căn, tổng cộng là một cái này không đó là 20 căn, cho trung bình là 1.500 một căn, thì là income của tụi này là 30, cỡ kiểu cỡ 30.000 một tháng. Nên họ có cửa từ đó. Đây là những cái phòng trọ của Mỹ đó. Bạn có phòng trọ nhỏ, phòng trọ lớn, phòng trọ nhỏ, phòng trọ vừa, phòng trọ lớn. Bạn theo dõi cái kênh mình để dưới mô tả, là mình có một kênh mà nói về đầu tư bất động sản, cách mua nhà, cách bán nhà, cách cho mượn tiền. Mình để dưới cái mô tả cái kênh đó cho bạn coi nha. Đó, đây là một cái dãy, một cái dãy này mà nó tới 8 căn như vậy đó bạn. Cái này là mình mua lâu rồi, hồi xưa mua lâu rồi, và giá mua hồi còn rẻ. Khi mà kinh tế xuống thấp, nếu bạn kiếm được những dãy phòng trọ nào mà người chủ nhân không còn mortgage nữa, thì bạn có thể đề nghị với họ là họ giữ mortgage cho bạn. Nếu mà giá tiền lời thị trường, ví dụ là 3 phân, thì bạn nói họ trả cho họ 4 phân. Như vậy thì họ sẽ thay vì bán cho bạn rồi lấy tiền, rồi bỏ trong nhà bạn có 3 phân, bây giờ bán cho bạn rồi họ nắm tiền, thì họ được 4 phân. Thì cái đó là đối với họ là rất là dễ. Tại vì nếu mà trong 3 tháng mà không trả, thì là họ sẽ lấy lại cái nhà, cái dãy lầu của họ. Cho nên là những người già đi về hưu đó thích cho mortgage cho người mua. Mình cũng vậy, ở khi nào mai mốt mà mình già yếu mà mình không có quản trị được á, thì là mình cũng sẽ bán vài dãy mà mình giữ mortgage để mình được tiền lời nhiều hơn. Bạn nên kiếm như vậy. Hoặc là có nhiều cách để mà mua phòng trọ mà tốn ít tiền, thì từ từ mình sẽ làm video giải thích cho bạn nghe. Mình bây giờ là cũng về hưu, nhưng mà cũng còn trẻ, cũng còn đi làm cho vui. Thì ngoài những cách để mua phòng trọ, nếu mà bạn quen tay rồi đó, thì có thể bạn mua thương xá, hoặc là bạn mua một dãy lầu mà để làm văn phòng, hoặc là bạn mua một cái building mà để làm giống như là bán thuốc, là Walgreens hay là làm Burger King đó, bạn mua nó cũng được, là bạn cho mướn. Đầu tư bất động sản có nhiều cách. Hôm nay là mình chỉ nói về đơn sơ về cách đầu tư phòng trọ. Bạn muốn hiểu thêm thì bạn có thể điện liên lạc điện thoại của mình. Cái số điện thoại của mình mình biết từ lúc đầu video. Đó, mấy cái này đẹp không bạn? Khi mà bạn có phòng trọ nhỏ, bạn mượn tiền ngân hàng, bạn trả tiền đều đặn, thì ngân hàng nó sẽ cho bạn mượn để mua thêm. Tại vì nó tính theo cái tiền income. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Chúc các bạn ngày vui vẻ và gia đình có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Xin chào các bạn. We'll be right back.